ngày nay ấy, với cái tốc độ phát triển của mạng xã hội cũng như internet thì mọi thứ thay đổi rất là nhanh. Điều đấy dẫn đến cái việc mà các cái lăng kính về cái quá trình xây dựng thương hiệu cũng đã thay đổi và khác đi rất là nhiều so với cái thời xưa. Nhưng mà tiêu chung lại ấy, thì một cái thương hiệu sẽ luôn luôn trải qua bốn cái giai đoạn nhận thức của con người ấy. Sẽ bao gồm đầu tiên là biết, thứ hai là hiểu, thứ ba là tin tưởng, cuối cùng là trung thành. Thì trong mỗi cái giai đoạn nhận thức này của con người thì doanh nghiệp cũng sẽ có những cái mục tiêu cũng như là mục đích để truyền tải đến cho khách hàng và tác động đến cái quá trình nhận thức đó. Với cái giai đoạn nhận biết thì đó là bạn nói cho khách hàng biết bạn là ai. Với giai đoạn hiểu sẽ là bạn lợi ích gì. Với giai đoạn tin tưởng, sau khi họ đã biết được bạn là ai, bạn lợi ích gì thì bạn phải cần có những cái biểu hiện nhất quán với lại những cái lợi ích bạn tuyên bố để dần dần khiến họ tin tưởng. Và đến cuối cùng đó, trung thành, thì sau rất là nhiều lần bạn nhất quán thì bạn và khách hàng đã có một cái mối quan hệ thân tình với nhau thì họ bắt đầu trở thành khách hàng trung thành của bạn. Ví dụ để các bạn có thể hình dung rõ hơn nhé, ví dụ về mình đấy, đó là trước khi bạn tham gia khóa học này thì bạn chưa biết mình là ai, đúng không ạ? Thì khi mà bạn ấn vào video đầu tiên thì mình bắt đầu giới thiệu: xin chào các bạn, mình là Minh và mình đến đây để giúp các bạn giải đáp một vài vấn đề thắc mắc về thương hiệu. Ngoài ra các bạn có thể hỏi mình về những cái chuyên môn như copywriting này, hoặc là hỏi mình về marketing, mình đều có thể giúp các bạn. Ok, có nghĩa bạn đã biết mình là ai và sơ sơ bạn cũng đã biết là mình có thể đem đến lợi ích gì. Và tiếp theo để bạn có thể hiểu mình thì là từ cái video đầu tiên đến video này khoảng 7-8 thì bạn đã bắt đầu ok, hình như là ông này nói đúng và ông này có cái lợi ích là giúp cho bạn hiểu được những kiến thức hàn lâm học thuật về thương hiệu, mà qua cái cách ông ấy nói sẽ giúp các bạn hiểu nó dễ dàng hơn. Ok, đó, xong giai đoạn hiểu thì sau đó bạn đã biết mình là ai này, bạn đã biết là mình có lợi ích gì này, thì dần dần bạn sẽ follow cái Facebook của mình này. Thì khi mà lên đó mình có những cái biểu hiện rất là nhất quán, mình nói cũng như là mình chia sẻ những quan điểm mà bạn cảm thấy là ok, cảm thấy nó đồng điệu về mặt tâm hồn thì bạn bắt đầu tin tưởng. Thì sau đó dần dần có thể, rất có thể là chúng ta có thể hẹn gặp nhau đi ăn này, hẹn gặp nhau ở trong những cái event hoặc hẹn một cái buổi offline nào đó. Thì dần dần mình và bạn sẽ xây dựng được một mối quan hệ nó thân tình hơn. Thì lúc đó là lúc bạn có một cái niềm tin với mình, có nghĩa là mình bắt đầu phát ngôn những điều gì thì bạn bắt đầu tin tưởng. Ok, vậy thì xét về mặt bản chất ấy, thì cái việc xây dựng thương hiệu ấy, nó cũng giống như là mối quan hệ giữa người với người đó. Và cái việc mà bạn có được niềm tin thì lúc đó là lúc mà bạn đã xây dựng được một cái mối quan hệ thân tình với lại cái khách hàng của mình. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là bất cứ một cái thương hiệu nào cũng sẽ đều trải qua được cái quá trình này, quá trình nhận thức của khách hàng này. Và các cái thống kê trung bình ấy, thì để một cái công ty từ lúc xây dựng nền tảng thương hiệu nhé, cho đến lúc mà truyền tải đi thì sẽ mất từ khoảng từ 2 này, cho đến 5 năm liên tục và nhất quán. Thì trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 năm thì là khoảng thời gian mà thương hiệu đó sẽ nhận tương tác, nhận phản hồi và hoàn thiện để sao cho phù hợp với những cái tính cách, phù hợp với những cái giá trị, những cái quan điểm mà khách hàng mong muốn. Một cái lưu ý nhỏ là cái khoảng thời gian này sẽ ngắn đi nếu mà chúng ta có được cái nghiên cứu cũng như là hiểu khách hàng ngay từ cái lúc đầu tiên. Những cái gì mình vừa nói đã được nghiên cứu một cách rất rõ ràng. Thực tế là cái tạp chí Interpreneur thì trong một cái cuộc khảo sát thị trường thì họ đã cho chúng ta biết là phải mất 2 năm trước khi khách hàng tin tưởng vào một cái thương hiệu. Cụ thể hơn thì 2 năm để một cái khách hàng thôi nhé xem thương hiệu của bạn là một trong những thứ có thể dựa vào. Cuộc khảo sát này thì đã được thực hiện bởi sự tham gia của tất cả những nhân viên của công ty SVL, nơi mà đã tiến hành thu thập dữ liệu từ 2.835 người dân tại 6 lục địa và 9 thị trường. Cùng với đó là họ nói 5 ngôn ngữ và 4 cái thế hệ khách hàng khác nhau. Ok, vậy thì cũng theo nghiên cứu này thì bạn phải mất gấp đôi cái thời gian 2 năm đó để đạt được cái điểm tới hạn của doanh thu. Có nghĩa là đạt được cái điểm mà doanh thu của bạn sẽ không thể tăng được nữa. Ok, có nghĩa là khách hàng lúc đó là lúc mà bạn bắt đầu phải phát triển sản phẩm mới, bởi vì là khách hàng cảm thấy là cái sản phẩm cũ của bạn nó hết mất cái lý do để họ mua rồi. Ok,
nghe có vẻ giống như là một quãng thời gian rất là dài vô tận, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà bạn tư duy là 5 năm để cho bạn có được một cái mối quan hệ thân tình, hãy nghĩ là những cái khách hàng của bạn như là những người trong cuộc sống của bạn, những cái người bạn mà bạn tự tin rằng sẽ đi với bạn trên một cái chặng đường rất là dài cuộc sống. Bạn có thể hiểu về họ trong 5 năm, nếu không nói là cần nhiều hơn nữa để có được những cái mối quan hệ thân tình của bạn. Tuy nhiên, nếu mà từ 2-5 năm bạn vẫn chưa có thương hiệu nhé, thì có nghĩa là bạn cần phải xem lại những cái chiến lược thương hiệu của mình. Và chắc chắn một là bạn sẽ phải tái định vị lại thương hiệu đó, hai là hủy cái thương hiệu đó và xây dựng một thương hiệu khác. Chút nữa chúng ta đi sâu hơn vào cái từ chiến lược thương hiệu rất là nhiều nhắc đến nhưng các bạn không hiểu đâu. Chút nữa mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo. Ok, vậy thì tóm lại, mọi sự vội vàng đều sẽ đem lại hậu quả về mặt dài hạn, và thương hiệu là một thứ dài hạn. Nếu bạn chấp nhận những thứ ngắn hạn để lừa dối khách hàng bằng mọi giá lấy được tiền từ ví của họ, thì chắc chắn thôi, về mặt dài hạn bạn sẽ khó để tồn tại hoặc tồn tại một cách rất là vật vờ. Và hãy nhớ, làm thương hiệu là một quá trình dài hơi, nhất quán và bắt buộc, vì trước sau gì cũng phải làm. Và còn một lý do nữa, thương hiệu xuất phát ngay từ khi chúng ta tương tác với công chúng.